Đây là cái gói đầu Hà Lan. Mình rải hột giống vô đây nè. Trong này thiếu ánh nắng cho nên nó lên chậm, nhưng mà nó cũng lên được tới bề lớn rồi. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục. Mình còn hạt giống đó cho nên mình sẽ tiếp tục gieo một hạt giống, một bịch nữa phía bên kia. Và khi mình đi ngang cái chậu này thì mình cũng coi sơ một cái. Đây là cái chậu thú vị lắm. Không biết sao mình tình cờ mình cắm cây bông cải xanh vô đây á, thì nó mọc tốt. Không hiểu, khi mình cầm đồ mình cũng không biết sao mà nó khi về khi khác. Thì đây là cái bồn, cái chậu mà mình thấy nó tốt nhất á. Dần dần nó ra bông nè, bông vàng vàng đẹp quá ha. Thì trong đây có củ hành nè, bông cải xanh nè, lại có cà chua nữa chứ. Rồi hình như tỏi trong đây nữa. Nó giống như là đầy đủ để nấu một nồi mì spaghetti đó. Chắc mình để cho nó có hạt rồi mình làm giống luôn quá. Bông broccoli dễ thương ha. Con chậu này tự nhiên mọc tốt với xà luôn. Củ hành cũng mọc mạnh ghê luôn nè. Nhưng mà không chắc là có củ đâu ha. Tại vì hôm trước mình đã thử trồng trong chậu một lần, không biết lý do gì mà nó không có củ. Nó ra lá tốt thôi nhưng chưa có củ. Như thế lần này để mình coi ha. Mình phải tiếp tục mình coi, mình theo dõi nó coi sao, lý do nào mà nó không có củ. Lần trước mình trồng nó không có củ. Có thể là mình tại vì mình trồng ở trong cái thùng đất nhỏ quá hay sao. Thôi bây giờ mình nè. Chưa. Xong qua đây. Liếc sơn cái gà bông nữa đây nè. Hey, trồng chơi chơi vậy đó mà nó gà bông nè. Hey, đây nè. Thôi mình đi về rồi. Mình đang tưới cây thì tưới tới đây thì thấy là lúc này mình đem nào cũng ra bắt ốc bỏ vô thùng rác đó, cho nên người ta chỉ mình là bắt trong vòng 7 ngày thì sẽ hết. Cho nên bây giờ trong vườn sau nhà mình cũng bớt ốc rồi. Vậy thì mình sẽ tiếp tục gieo. Bởi vì ở đây mình trồng nó đúng hướng nắng lắm, nhưng mà bị con ốc sên nó ăn đó, cho nên mình không có thu hoạch gì được bao nhiêu. Nhưng mà nó trúng, nó ngay cái ánh nắng đó, cho nên nó đậu nó tốt như vậy nè. Trái nào trái đấy bự vậy đó. Thì bây giờ trong 7 ngày liên tiếp mình bắt ốc sên buổi tối bỏ vô thùng rác thì nhà mình đã bớt ốc sên rồi. Bây giờ mình rải hộp tiếp tục để coi sao nè. Thì thường thì mình chỉ làm vậy thôi à. Cách làm của mình đơn giản thôi à. Hồi lúc trước mình có ngâm trước cho nó hộp nó nở ra rồi nó dễ mọc mầm á. Nhưng sao thấy sau này mình thấy đậu này dễ mọc quá thì mình cho nó vô luôn. Đây. Rồi lát cái mình khi nào mình rảnh á, mình ra mình nhổ cỏ nó. Tưới nước nó thường xuyên mấy ngày đầu để cho nó mau nảy mầm. Làm đại. Mình nghĩ mình làm được thì chắc ai cũng làm được. Nếu mà thích làm vườn á. Rồi cái tưới lên. Lúc trước mình thấy mình trồng bao nhiêu thì bị ốc sên ăn hết bao nhiêu đó, cho nên mình nản lòng quá, không có trồng nữa, thời gian không có trồng nữa tại vì như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy như vườn của mình ít ốc sên. Cái này đem đi xào ngon dễ sợ luôn, vừa giòn vừa ngọt nữa. Đậu này. Đây cây lê của mình hôm trước mình trồng từ hạt tới đây rồi nè, bự tới đây rồi nè. Trong này có cà chua nữa ta. Rải tùm lum hết trơn, rải ớt, rải cà chua. Nhà mình không có đất nhiều đâu, có một số đất thôi. Cho nên một là phải trồng trong chậu, hai là trồng trang chút tùm lum vậy đó.
mình lắp đất lại thì mình cũng sợ bị con người trên kia ăn á, chim được nó xuống nó ăn đó, nó phá lắm. Cho nên mình lắp lớp đất lên. Rồi bắt đầu mình sẽ tưới. Khi mình làm gia đình một thời gian thì tụi mình sẽ tìm ra được cách nào thích hợp với vườn của nhà mình. Tại vì mỗi một cái sân vườn, sân nhà mỗi vườn mỗi khác nhau, vị trí nắng cũng khác nhau. Cho nên khi mình làm một thời gian thì mình sẽ biết được chỗ nào thích hợp cho cây gì. Tụi mình thích làm sao thực sự thì không ai làm giống ai hết. Rồi xong phần trồng đậu của mình rồi. Đây. Chiếu dài cái trái đậu bự coi chơi. Đây. Bự dữ lắm nè, giòn rụm. Đậu này thiệt là ngon á.